Ngô Phương Lan, Hà Kiều Anh và những nàng hậu có xuất thân khủng nhất Việt Nam. Hà Kiều Anh, Ngô Phương Lan, Lương Thùy Linh và Nguyễn Diệu Hoa là những hoa hậu không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người mà gia thế xuất thân của họ còn khiến công chúng ngưỡng mộ. Ngô Phương Lan. Ngô Phương Lan là Hoa hậu Thế giới người Việt đầu tiên năm 2007. Cô sinh năm 1987 tại Hà Nội, quê quán gốc ở Nghệ An. Được biết, Ngô Phương Lan vốn xuất thân thuộc dòng dõi danh thần thời Lê. Trong gia phả của gia đình có danh thần nhà Lê Trung Hưng, thượng thư bộ hộ kiêm tế tửu quốc tử giám Ngô Trí Hòa. Bố ruột của nàng Hoa hậu là nhà ngoại giao Ngô Quang Xuân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, nguyên đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và phó chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới nhiệm kỳ 2010-2011. Mẹ của Ngô Phương Lan là bà Lê Thị Hòa, cũng làm việc trong ngành ngoại giao. Trên Ngô Phương Lan có một chị gái tên Ngô Thu Hương là thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Mỹ. Tiếp nối truyền thống gia đình, nàng Hoa hậu Thế giới người Việt có thành tích học tập xuất sắc từ nhỏ. Năm 1993, cô theo gia đình sang Mỹ học tập tại xứ Cờ Hoa. Đặc biệt, Ngô Phương Lan từng được Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao tại trường tiểu học New York. Đến năm 2000, cô trở lại Hà Nội học tại trường quốc tế Liên Hiệp Quốc. Năm 2002, cô theo bố mẹ sang Thụy Sĩ sống và học tập cho đến khi về nước thi Hoa hậu. Thời trung học, Ngô Phương Lan từng thi đỗ kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của trường quốc tế Pháp. Nàng Hoa hậu tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Geneva với bài luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa lịch sử. Hiện tại, Ngô Phương Lan có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc và cô con gái xinh xắn tên An Vi. Hoa hậu Hà Kiều Anh. Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh vốn được biết đến là hoa hậu có xuất thân khủng nhất nhì Vbiz. Được biết, cô là cháu ngoại của nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Vương Quốc Mỹ và là cháu nội nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, ông Hà Văn Lâu. Bố đẻ của Hà Kiều Anh là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Anh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Anh. Chưa hết, thời gian trước, Hà Kiều Anh bất ngờ tiết lộ bà nội cô tên Nguyễn Tăng Diệu Hương là con gái của bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh, tức con cháu hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là vợ thứ ba của ông Nguyễn Tăng Lộc, cũng là một ông quan trong triều đình nhà Nguyễn. Bà là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với làn da trắng muốt không tì vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ khi mới 36 tuổi và mất vì bệnh đậu mùa. Nhưng bà đã sinh được 2 người con, một nam một nữ. Và nữ là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, bà nội của mình. Bà nội đã nói với Hà Kiều Anh rằng cô là công chúa đời thứ 7. Gạt đi những ồn ào liên quan tới xuất thân hoàng gia, con vua chúa thì quả thực gia thế của Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải dạng vừa. Ngoài ra, người chồng hiện tại của Hà Kiều Anh cũng có xuất thân vô cùng khủng. Theo những trang thông tin hành lang thì chồng của Hoa hậu Việt Nam 1992 vô cùng nổi tiếng và quyền thế trong giới kinh doanh. Vì đại gia Huỳnh Trung Nam là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh buôn bán bất động sản và đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang tại Vũng Tàu, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hội An. Hơn nữa, doanh nhân Huỳnh Trung Nam còn là lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Malta, một quốc đảo nhỏ nằm ở Địa Trung Hải tại Việt Nam. Nguyễn Diệu Hoa. Nguyễn Diệu Hoa luôn được nhắc tới như thế hệ vàng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990 khi vừa tròn 21 tuổi và là sinh viên Đại học Ngoại ngữ. Không chỉ đẹp, cô còn được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất khi nói được 5 ngôn ngữ. Theo thông tin, bố của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa là ông Nguyễn Văn Vĩ, làm ở Ban Quốc tế Trung ương Đoàn. Về sau, ông làm Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, tham tán Đại sứ Việt Nam tại Pháp. Mẹ của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa là bà Đặng Nguyệt Bích, cháu ngoại của học giả Phạm Quỳnh, trưởng nữ của giáo sư bác sĩ Đặng Vũ Hỷ, giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên và tên ông đã được đặt cho một con đường ở quận Long Biên, Hà Nội. Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân người Ấn tên Manestan và cả hai có 3 người con. Lương Thùy Linh. Hoa hậu thế hệ 10X cũng có gia thế không phải dạng vừa. Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng và cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sau khi đăng quang, cô được công chúng tán thưởng vì sở hữu cả nhan sắc, thần thái lẫn học thức hơn người. Theo thông tin thì Lương Thùy Linh sinh ra trong gia đình bề thế, với bố là sĩ quan, công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, mẹ là giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng. Nàng Hoa hậu trẻ tuổi từng là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Cao Bằng và hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5.